quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Sắp đến ngày lễ tình nhân rồi, Minh Châu đã chuẩn bị sẵn những món quà dễ thương dành cho những người mình yêu thương rồi đó. Không biết quý vị khán giả thì sao? Anh Vũ thì thế nào? Anh thì rất là thích yêu, nhưng mà anh nghĩ trong ngày lễ tình nhân thì em chuẩn bị một món quà thôi chứ, làm gì mà nhiều món quà dữ vậy? Nghe là biết anh Vũ hiểu lầm ý em rồi. Ngày lễ tình nhân không có phải chỉ dành cho hai người yêu nhau đâu, mà còn dành là cho chúng ta thể hiện tình cảm với những người thân của mình nữa. Anh chỉ đùa với em thôi. Thực sự ra trong ngày lễ tình nhân này thì không dành cho những đôi lứa yêu nhau, mà chúng ta còn dành những tình cảm, những món quà cho những người thân yêu trong gia đình của mình, đúng không quý vị các bạn? Đến với chương trình ngày hôm nay, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một món ngon để chúng ta cùng nhau thực hiện và cùng nhau thưởng thức. Nhưng mà món ngon cho dịp lễ tình nhân vẫn phải đảm bảo tiêu chí là ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui đó nha. Chắc chắn rồi em ạ. Thưa các bạn, món ngon trong dịp lễ tình nhân của chúng ta ngày hôm nay có tên là sushi chiên. Nguyên liệu để làm món sushi chiên chúng ta cần có lá rong biển 4 lá, 200g cơm gạo Nhật, một hộp cá ngừ ngâm dầu, xà lách sắc sợi, ngò rí, ớt sợi, trứng gà, gừng chua, đồ chua, một số gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit bị bơ. Trước tiên chúng ta sẽ trộn cơm sushi hòa một muỗng canh giấm gạo Lisa với lại hai muỗng cà phê đường, một chút muối. Cho hòa đều lên nha, cho tan đều. Rồi em cũng vậy giùm anh ha. Và thưa các bạn hãy lưu ý khi trộn cơm sushi thì chúng ta phải giữ cho cơm được ấm nha các bạn nha. Tại sao phải trộn khi cơm ấm? Em thấy cơm nguội trộn dễ hơn chứ. Không đâu em, mà chúng ta trộn cơm sushi khi cơm còn ấm như vậy thì là cái nước gia vị này sẽ thấm vào trong từng cái hạt cơm. Như vậy món chúng ta sẽ rất là tinh tế, rất là hấp dẫn. Rồi sau khi cơm chúng ta trộn đều gia vị như vậy ha. Dạ. Giờ tới giai đoạn là chúng ta sẽ cuộn thành sushi. Đây là trứng gà ha, anh sẽ đập dĩa như vậy. Anh sẽ đánh tan ra. Anh bắt đầu cuộn sushi nha. Chúng ta dùng lá rong biển, chúng ta để phần lá ở phía dưới và chúng ta trải một lớp cơm mỏng lên như vậy. Chúng ta chừa hai cái mép của lá rong biển nha. Anh sẽ cho cá ngừ vào đây. Cá ngừ ngâm dầu đúng không anh Vũ? Đúng vậy. Và anh cho vào đây một ít cải xà lách sắc sợi cho có màu xanh nè. Dạ. Ngò rí nè. Dạ. Và đồ chua rất là quen thuộc ha. Anh điểm thêm cái màu đỏ của ớt. Rồi anh sẽ cho vào đây sốt mayonnaise aji mayo lên một đường như vậy thôi. Dạ. Giờ chúng ta sẽ dùng mình tre ha, ta sẽ cuốn tròn vô như vậy. Ta sẽ cuốn chặt lên. Các bạn cũng cuốn chặt vừa thôi, không nên chặt quá vì chút xíu chúng ta còn định hình hình trái tim nữa, nên như vậy. Và các bạn nhớ vì đây là món sushi chiên nên chúng ta cần phải gấp hai đầu của cái sushi lại như vậy. Ủa sushi chiên thì liên quan đến gì mà phải gấp hai cái đầu lại vậy anh Vũ? Tại vì nếu không vậy lúc mà chiên á là dầu sẽ ngấm vào bên trong. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là phải gấp hai đầu sushi lại. Như vậy thì khi chúng ta chiên dầu không bị thấm vào bên trong cuộn sushi. Dạ anh Vũ định hình trái tim cho em xem nè. Rất là đơn giản, chúng ta dùng một cái cán dao hoặc một cây thước gì đó, chúng ta ấn nhẹ, xong rồi chúng ta sẽ lật lại, chúng ta nắn lại thành hình như vậy, rồi chúng ta sẽ để ra đây. Xong. Và bây giờ chúng ta sẽ tới giai đoạn là tẩm sushi qua bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit và chúng ta sẽ chiên giòn. Đây anh bắt lên chỉ dầu. Đối với hai cuộn sushi chúng ta cần một gói Ajiquit bị bơ, chúng ta trút ra dĩa. Trước tiên anh sẽ tẩm từng cuộn sushi qua bột trước và các bạn nhớ tẩm hai đầu của cuộn sushi như vậy. Ý anh Vũ ơi, anh quên tẩm qua trứng gà rồi kìa. Chưa, từ từ anh không quên đâu. Tại vì đối với món sushi này để cho sushi được giòn thì chúng ta nên tẩm hai lần qua bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit các bạn ạ. Anh tẩm qua trứng trước. Rồi. Xong rồi anh Vũ. Rồi anh tẩm tiếp qua bột như vậy thì chúng ta sẽ có cái vỏ bột bên ngoài sẽ giòn hơn ha. Chúng ta thấy dầu nóng như vậy là được rồi. Anh sẽ cho cuộn sushi vào để chiên ha. Như vậy. Vừa mới cho vào một cái là cuộn sushi đã sôi ào lên ngay rồi. Chúng ta rắp ra. Trời, nhanh vậy anh Vũ. Đúng vậy, rất là nhanh em à. Chúng ta cắt ra những miếng dày khoảng 2 phân như vậy. Những khoanh sushi này sau khi cắt ra xong thì chúng ta chỉnh lại một tí xíu như vậy. Dạ. Chúng ta dùng một cái đầu đũa nhọn ha, chúng ta ấn và chúng ta dùng tay bóp nhẹ ở dưới đuôi như vậy thì chúng ta sẽ có được hình một trái tim. Trái tim này có rất là nhiều màu sắc đúng không nào? Để em xem nào, xem món quà ngày lễ tình nhân của anh Vũ nào. Wow,
Ở đây là những miếng sushi hình trái tim. Đúng và rồi. Đây là cái gừng chua hồi nãy anh ghép lại thành một cái bông hoa hồng. Wow. Chỉ còn thiếu một cây nến nữa thôi đấy. Ừ, nhưng mà anh Vũ biết sao không? Làm cho đẹp vô, lãng mạn vô mà không ngon là bị giận á. Rồi, chắc chắn rồi. Bây giờ anh sẽ mời em thưởng thức xem ngon hay không ngon như thế nào nhé. Đây là trái tim sushi, không phải trái tim của anh đâu. Em cứ yên tâm thưởng thức. Dạ, em thử nha. Em thấy như thế nào? Anh Vũ biết sao không? Khi mà ăn cái món này nè, thì em cảm thấy tim em cũng thổn thức nữa. Tại vì em phải lòng cái món này mất tiêu rồi. May quá, Minh Châu không phải lòng tôi quý vị ạ. À. Quý vị thân mến, món ăn này sử dụng làm quà tặng nhân dịp lễ tình nhân thì không gì bằng hết. Bởi vì vỏ bên ngoài vẫn giữ được độ giòn nè, có màu vàng rất là đẹp mắt. Nhưng mà cái nhân bên trong á thì mềm, thơm và có đủ những cái vị cơ bản. Ví dụ như là chua, cay, ngọt, mặn nè. Cũng giống như tình yêu vậy đó. Lúc nào cũng có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị thân mến, có thể nói món ăn ngày hôm nay tuy đơn giản, dễ thực hiện, chỉ trong tích tắc là có thể hoàn thành rồi, nhưng mà lại chứa đựng rất nhiều tình cảm của những người thực hiện chương trình. Do đó, khi quý vị làm món ăn này tặng cho những người thân yêu của mình, thì chắc chắn là những người thân của quý vị sẽ rất là xúc động đó ạ. Nếu quý vị thực hiện thành công, đừng quên kể với lại chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nha, bằng cách gửi thư cho chúng tôi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Quý vị nhớ là phải có một ngày lễ tình nhân thật đáng yêu và hạnh phúc nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.